Xin chào quý vị và các bạn. Trong ngày mai, không khí lạnh tiếp tục suy yếu. Tuy nhiên, về đêm và sáng sớm, trời vẫn rét đậm, có nơi rét hại. Ban trưa trời có nắng hanh với nhiệt độ tăng nhanh lên ở ngưỡng 20-23 độ. Với các tỉnh Trung Bộ, trong ngày mai, thời tiết nói chung khá thuận lợi, phổ biến ít mưa và có nắng vào ban ngày. Nhiệt độ ban trưa tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế dao động ở mức 20-23 độ. Còn các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ở mức 24-30 độ. Với các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong ngày mai trời tiếp tục tạnh ráo, ít mưa và có nắng vào ban ngày, với nhiệt độ ban trưa trong khoảng 23-26 độ tại Tây Nguyên và 29-32 độ tại khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày mai, nhiều địa phương trên cả nước tiếp tục có chỉ số tia cực tím UV ở mức nguy cơ gây hại cao đến rất cao như là Đà Nẵng, Bình Định là 7, Hà Nội, Tuyên Quang, Hà Tĩnh là 8, Ninh Bình, Hòa Bình, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc là 9. Quý vị nên hạn chế ra ngoài trời vào buổi trưa, sử dụng kem chống nắng, quần áo dài tay, kính râm và mũ để bảo vệ cơ thể. Trên biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, gió Đông Bắc mạnh cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4,5 mét. Khu vực phía Tây của Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, có mưa rải rác, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 3-5 mét. Đến đây chúng tôi xin kết thúc bản tin chung tại đây. Tiếp theo là dự báo thời tiết các vùng trong 24 giờ tới. Dự báo thời tiết trên đất liền. Phía Tây Bắc Bộ, ít mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ, có nơi cao hơn. Phía Đông Bắc Bộ